Sự khác biệt giữa chống cộng và yêu nước, quan điểm yêu nước từ góc nhìn hải ngoại. Chào mừng quý vị đến với Sử Việt AZ. Hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị cùng dừng lại một chút để suy ngẫm về một câu hỏi lớn, một vấn đề đã tồn tại trong suốt gần nửa thế kỷ qua, yêu nước là gì? Và liệu, chống cộng có đồng nghĩa với yêu nước không? Đây không chỉ là câu chuyện của một thế hệ hay một vùng miền, mà là câu chuyện của cả một dân tộc. Một dân tộc từng đoàn kết kiên cường vượt qua các cuộc chiến tranh khốc liệt, nhưng lại bị chia rẽ sâu sắc sau ngày hòa bình lập lại. Trong video này, Sử Việt AZ sẽ cùng các bạn làm rõ sự khác biệt giữa chống cộng và yêu nước, đặc biệt qua lăng kính của cộng đồng người Việt hải ngoại, những người con đất Việt đã xa quê nhưng chưa bao giờ thôi đau đáu về quê hương. Bài viết của Minh Tiến, sự khác biệt giữa chống cộng và yêu nước, quan điểm yêu nước từ góc nhìn hải ngoại. Yêu nước, một tình cảm lớn hơn mọi ranh giới. Từ thuở dựng nước, lòng yêu nước luôn là sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đó là ngọn lửa soi sáng trong những đêm dài lịch sử, là nguồn sức mạnh đưa dân tộc ta vượt qua bao thăng trầm. Nhưng lòng yêu nước, một tình cảm thiêng liêng và đơn thuần ấy, đã bị biến dạng sau ngày đất nước thống nhất. Với nhiều người Việt ở hải ngoại, chống cộng đã trở thành biểu hiện của lòng yêu nước. Họ rời xa quê hương trong nỗi đau chiến tranh, mang theo ký ức về một thời kỳ hỗn loạn và mất mát. Chính vì thế, trong tâm trí họ, việc phản đối chế độ xã hội chủ nghĩa dường như là cách duy nhất để thể hiện sự trung thành với quê hương. Nhưng liệu chống cộng có thực sự đồng nghĩa với yêu nước? Câu trả lời là không. Chống cộng và yêu nước, hai khái niệm khác biệt. Đầu tiên, chúng ta cần phân biệt rõ ràng, chống cộng là một hành động chính trị, còn yêu nước là một tình cảm thiêng liêng. Yêu nước không phụ thuộc vào việc bạn sống trong nước hay ngoài nước, theo chủ nghĩa nào hay ủng hộ ai. Yêu nước là tình yêu vô điều kiện dành cho tổ quốc, là trách nhiệm xây dựng và bảo vệ quê hương, không phải là sự chống phá hay chia rẽ. Đối với người Việt trong nước, lòng yêu nước từ sự cống hiến. Ở Việt Nam, lòng yêu nước được thể hiện qua những hành động cụ thể, từ việc bảo vệ biển đảo đến việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Những người lính ngày đêm canh giữ Trường Sa, Hoàng Sa, họ chỉ biết rằng họ đang bảo vệ đất mẹ. Những nông dân, công nhân, trí thức mỗi ngày đều góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Họ yêu nước không bằng lời nói, không phải bằng việc chống đối, mà bằng sự lao động và cống hiến. Đó là một lòng yêu nước giản dị nhưng sâu sắc, không cần những biểu ngữ lớn lao. Với người Việt hải ngoại, lòng yêu nước qua khoảng cách. Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, lòng yêu nước được nuôi dưỡng qua những nỗ lực giữ gìn văn hóa, tiếng Việt và những ký ức về quê hương. Họ gửi tiền về nước, giúp đỡ đồng bào và cố gắng truyền dạy cho thế hệ sau hiểu về cội nguồn. Nhưng trong một số trường hợp, khoảng cách địa lý và khác biệt lịch sử đã khiến lòng yêu nước ấy bị bó hẹp trong sự hoài niệm và nỗi đau. Một số người vẫn mang nặng tâm lý chia rẽ, nhìn quê hương qua lăng kính của những ký ức cũ. Điều này vô tình khiến họ nhầm lẫn giữa việc chống đối chính trị và lòng yêu nước đích thực. Những dẫn chứng từ thực tiễn. Hãy nhìn vào lịch sử thế giới, chúng ta sẽ thấy rằng lòng yêu nước thật sự không phải là hành động chống đối, mà là sự đoàn kết và xây dựng. Nước Đức sau Thế chiến II, người dân Đức đã gạt bỏ những khác biệt ý thức hệ để cùng nhau xây dựng một đất nước thống nhất và hùng mạnh. Nam Phi sau chế độ Apartheid, Nelson Mandela đã dạy thế giới rằng yêu nước là tha thứ và hàn gắn, không phải là tiếp tục hận thù. Còn Việt Nam thì sao? Những thập kỷ qua, dù còn nhiều khó khăn, đất nước vẫn không ngừng phát triển. Từ một quốc gia nghèo đói, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng về kinh tế và xã hội ở Đông Nam Á. Đây không phải là thành quả của riêng ai, mà là công sức của cả dân tộc. Hướng đến tương lai, lòng yêu nước là cầu nối đoàn kết. Dân tộc Việt Nam đã phải trả giá quá đắt cho chiến tranh và chia rẽ. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn về tương lai, thay vì mãi mắc kẹt trong quá khứ. Yêu nước không phải là lời nói hay khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể để xây dựng một đất nước hòa bình, thịnh vượng. Điều đó đòi hỏi sự đoàn kết, bao dung và thấu hiểu từ cả hai phía, trong nước và hải ngoại. Hãy nhớ rằng, dù bạn sống ở đâu, làm gì, miễn là bạn còn nghĩ về quê hương, còn muốn đóng góp cho đất nước, bạn đã thể hiện lòng yêu nước. Đừng để những khác biệt ý thức hệ chia cắt chúng ta mãi mãi. Các bạn thân mến, với quan điểm của tôi thì chống cộng không đồng nghĩa với yêu nước, và yêu nước không bị giới hạn bởi bất kỳ ý thức hệ nào.
Lòng yêu nước thật sự là tình yêu vô điều kiện dành cho đất nước và con người Việt Nam. Đó là sự đoàn kết, là sự tha thứ và là khát vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Nếu bạn đồng ý với thông điệp này, hãy nhấn thích để lan tỏa giá trị của lòng yêu nước thật sự. Hãy chia sẻ video này đến bạn bè và người thân để chúng ta cùng nhau gỡ bỏ những rào cản quá khứ. Đừng quên để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận, bởi mỗi ý kiến đều là một đóng góp quý giá cho cuộc thảo luận. Và cuối cùng, hãy nhấn đăng ký kênh Sử Việt AZ để không bỏ lỡ những câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa về quê hương Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Vì một Việt Nam đoàn kết, vững mạnh và tràn đầy hy vọng.